Cần Thơ là thành phố có tốc độ tăng trưởng khá nhanh. Cũng chính vì vậy, các ngành dịch vụ kèm theo, đặc biệt là dịch vụ ăn uống, đã được mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng. Theo nhà hàng Đồng Xanh, một trong những địa chỉ chuyên phục vụ ẩm thực truyền thống vùng miền. Dù không phải là xu hướng mới, nhưng các món ăn được chế biến từ nguồn thực phẩm tươi sạch tại chỗ vẫn được số đông thực khách ưa chuộng. Cũng vì vậy mà những món ăn dân dã như cá lóc nướng lá sen, bánh tráng phơi sương, cuốn thịt heo, bánh xèo, các món gỏi đồng quê của đơn vị vẫn luôn thu hút thực khách tới thưởng thức. Để khách hàng luôn cảm nhận được sự mới lạ trong chính đặc sản truyền thống, đơn vị này thường xuyên cập nhật các loại rau mới, góp phần tạo thêm nhiều lựa chọn cho thực khách, đa dạng hương vị cho món ăn. Để thu hút khách đến nhà hàng thì quán nghiên cứu rất là nhiều về những cái đặc sản vùng miền khác nhau để tạo nên những cái món ăn đặc sản. Như vậy thì khách đến Đồng Xanh sẽ cảm thấy là vương vấn những cái kỷ niệm, những cái ấn tượng khó phai về các hương vị đồng quê. Đồng Xanh thì hiện sắp tới sẽ mở rộng thêm về các không gian quán, đặc biệt là sẽ có thêm cái không gian nướng tại bàn và cũng nâng cao về các cái món ăn, chất lượng món ăn, phát triển thêm đa dạng về các món ăn dân gian, món ăn vùng miền, đặc biệt là không theo thời điểm, tùy theo thời điểm mà quán thường có những cái chương trình ưu đãi cho khách hàng. Ví dụ đang cái mùa trung thu thì có chương trình là tặng lồng đèn trung thu cho khách đến ăn. Nhà hàng này hiện có sức chứa lên đến 1.000 người. Với thực đơn riêng dành cho đoàn du lịch, tiệc doanh nghiệp nên ngoài khách gia đình, đây cũng là địa chỉ ẩm thực thích hợp cho cả nhóm khách số lượng lớn.